Việt Nam chào đón. Đá đen, featuring Mr. Sin 2013. Và câu chuyện mới như bắt đầu. Đã từng có lúc thăng trầm gian khó, buồn vui lẫn u sầu. Để có thể nhìn lại một khoảng thời gian đã tồn tại rồi tự vấp, chợt thấy mình như cô lập giữa một đám đông, chẳng thể lấp đi hết sự yếu mềm. Việc trong găng tấc tàu đã đánh mất đi chính mình. Chẳng thể gỡ đi cục rồi, chẳng làm gương cho mày soi, cũng chẳng phải là giấc mơ để có thể thả lòng và tìm nhà khói. Về lực chín tao rời xa quê vào Sài Gòn, để cảm nhận cái nắng miền Nam làm cho đôi dép tao mài mòn. Đôi thân xác hòa thêm nhịp sống, từ trái lòng mình ra một khoảng không. Sống những ngày không mấy khó khăn nhưng nó thiêu thốn những giấc mộng, từng giấc mơ, giấc mơ. Như hôm qua còn vương vấn mùi thổi bay, gió hòa theo mùi hoa phấn để ngòi bút vẽ được lên làn khói mới để một phút cho tâm hồn. Ngày mai không còn nắng và nếu ngày mai cũng chẳng còn mưa thì cuộc đời sẽ không còn nắng. Sự cố gắng tạm gọi là chưa, cơ hội chỉ đến được một lần chứ không lặp lại và lần hai. Có qua thất bại mới hiểu được nhau và mày sẽ biết mày cần ai. Nếu ngày mai không còn nắng và nếu ngày mai cũng chẳng còn mưa thì cuộc đời sẽ không còn nắng. Sự cố gắng tạm gọi là chưa, cơ hội chỉ đến được một lần chứ không lặp lại và lần hai. Có qua thất bại mới hiểu được nhau và mày sẽ biết mày cần ai. Để tao kể cho mày nghe, hồi nhỏ tao rất nhiều ước mơ, lớn lên được làm bác sĩ kỹ sư nhưng đâu ngờ giờ làm rapper. Vậy cũng mừng đi, bởi vì ở đây là cuộc sống, những thứ mày mong sẽ không hề đến, cứ theo tự nhiên mà đừng trống. Nhiều khi đi học cảm thấy lạc lõng khi không bằng được ai trong trường, từ việc học hành cho đến vật chất, bên anh cô đơn không ai thương. Nhưng tao không nản đâu, bởi vì ở phía sau tao còn người. Chừng nào mày còn dám đạp lên tao là chính lúc đó tao còn cười. Đừng có thể hiện khi mày vẫn còn sẽ tài sinh tiền như người khác. Nếu về thay chuyện những thứ như mày ra tạo tao đem đến thùng rác. Mày tưởng mày hơn được vài người là mày đấu trình độ mà lên mặt. Xin lọt cái thứ như mày không đáng, tao gọi anh em thằng trai mặt. Con đường cuộc sống vẫn còn dài, muốn đi dễ dàng phải trông gai. Tao không cần biết rằng mày là ai, chỉ mày có thể chứ không ai. Vì nếu một mai mà mày không thấy chính bản thân mày ở trong gương thì phải nhìn lại tại sao những ai nói chuyện với mày không ai thương. Nếu ngày mai không còn nắng và nếu ngày mai cũng chẳng còn mưa thì cuộc đời sẽ không còn nắng. Sự cố gắng tao gọi là chưa, cơ hội chỉ đến được một lần chứ không lặp lại và lần hai. Có qua thất bại mới hiểu được nhau và mày sẽ biết mày cần ai. Nếu ngày mai không còn nắng và nếu ngày mai cũng chẳng còn mưa thì cuộc đời sẽ không còn nắng. Sự cố gắng tạm gọi là chưa, cơ hội chỉ đến được một lần chứ không lặp lại và lần hai. Có qua thất bại mới hiểu được nhau và mày sẽ biết mày cần ai. Thật nhiều ca khúc tao đã từng nói về cuộc đời, những sự thật trong đó chẳng bó phần trăm là vì đời. Hãy cho cảm xúc thăng chiều đến cuối đoạn văn thường gọi là kết luận. Và sự ích kỷ tồn động trong vở bi kịch thường là chua và là chát vì đơn giản. Cuộc sống không bất tận, rồi một ngày chợt ngoái nhìn lại, ai và ai trên con đường dài, ai và ai trên con đường dài. Từ bỏ tay và nói nhỏ rằng đã mê chọn là đúng hay sai. Chẳng sinh viên công ngày ba bữa không đủ, đó là cuộc ngày xưa. Ngày xưa hy vọng thành công ấp ủ, mẹ gọi ra bảo thưa. Sinh viên giờ cuộc sống dư thừa, sống chửi cha mắng mẹ. Mày có thuộc loại đó hay không, cứ bình luận tao nghe. Tránh lời qua ý lại, sống thuộc hàng chở che, sống thuộc hàng chở che. Vì lẽ đời vốn dĩ muôn màu, thời gian nay vùi lấp chất khôn cũng một phần tự cao với đời. Vốn dĩ muôn trên tìm cách sinh tồn, hết mặt lặng bước đi chết đời thay đổi vì số phận trong bàn tay ban phép màu.